Như Thảo xin chào các bạn. Có thể nói qua những chuyện bên lề liên quan đến Kentucky, nhiều người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đã biết được một cái Kentucky với người Việt ở nơi đó. Nhưng mà Kentucky nhìn trên bản đồ thì thấy là nó ở Hoa Kỳ. Rồi bây giờ ở nơi đó có cái gì? Thực ra thì Việt Thảo chưa có dịp để trình bày cho quý vị cũng như các bạn biết thêm về Kentucky. Chỉ liên quan đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt thôi, mà cũng chỉ là một phần. Bây giờ thì Việt Thảo mời các bạn theo cái chuyến bay của Việt Thảo từ Los Angeles đến Kentucky. Thì chuyến bay của Việt Thảo cũng không có gì lạ hay đặc sắc, nhưng mà đối với các bạn chưa từng đi máy bay thì nó cũng là điều lạ. Còn nếu các bạn đã đi máy bay rồi mà chưa bay đến Kentucky thì qua hình ảnh Việt Thảo thu lại cũng là một vài hình ảnh lạ mà chúng ta chưa từng xem qua, mặc dầu chúng ta có thể nhìn từ phi cơ xuống ở những nơi khác. Thì đặc biệt Kentucky ít có chuyến bay đi thẳng. Nếu có đi thẳng thì cũng không có đúng theo cái giờ giấc của mình muốn. Cho nên Việt Thảo đã đáp chuyến bay ngừng ở tại Detroit, tức là bay từ Los Angeles đến Detroit, rồi từ Detroit ở Michigan mới bay qua Kentucky. Đây là cái vé máy bay của Việt Thảo đi từ Los Angeles tới Detroit vào ngày 21 tháng 4, khi mà Việt Thảo bay qua để thực hiện những cái chuyện bên lề về những sinh hoạt của người Việt lúc mà Việt Thảo đến thăm viếng chùa Phước Hậu. Còn đây là cái bữa ăn trưa ở trên chuyến bay. Việt Thảo đi hãng máy bay Delta số 1806 từ Los Angeles tới Detroit. Thì các bạn thấy là cái bữa ăn ở trên này nó có thức ăn, có bánh ngọt, cái nước uống đó là Bloody Mary. Còn cái dĩa trái cây thì trong đó có blackberry, có khóm. Đại khái mình muốn uống cà phê hay là ăn gì cũng được, nhưng cái thức ăn khi mà người ta dọn ra thì nó chỉ là một cái phần ăn có sẵn như vậy. Nếu mình không thích ăn mình có thể từ chối, mình không nhận. Hoặc là nếu mình ăn thì người ta dọn ra như vậy, chứ không có dọn nhiều hay dọn ít hơn được, tại vì các phần đó nó nằm sẵn hết rồi nha. Còn thức uống thì mình có thay đổi, mình muốn uống rượu hay là uống cà phê, cái đó tùy ý mình, hay là nước ngọt. Trong chuyến bay từ Los Angeles tới Detroit thì Việt Thảo không có thu hình, tại vì Việt Thảo ngồi ở cái ghế 5D A, B, C, D, D nó nằm ở bên trong, cho nên không có ngồi sát cửa sổ để thu hình, cho nên chỉ có thu hình được cái phần ăn ở trên máy bay mà thôi. Bây giờ qua tới từ cái Detroit ở tiểu bang Michigan bay về Kentucky thì lúc đó Việt Thảo ngồi ở bìa, cho nên có thể thu hình được. Đây là chuyến bay cũng vào ngày 21 tháng 4, khởi hành từ Detroit đi Louisville, cũng hãng máy bay Delta. Từ ở trên phi cơ đó nhìn xuống thì Việt Thảo thấy được cái hành lý của người ta chuyển lên máy bay cho mình. Hành lý chở đến đó, người ta mới lấy, người ta để lên trên cái rail để mà nó đưa lên trên phi cơ, rồi ở trên phi cơ có người sắp vô. Thì những hành lý đó khi đưa lên, những cái hành lý thí dụ như đi máy bay, hành khách nó có nhiều cái level khác nhau. Những người mà có ưu tiên về hành lý xuống trước để mà mình có thể lấy trước thì nó lại cho lên sau cùng để sắp ra ngoài. Thì những hành lý mà các bạn thấy đưa lên đó là những hành lý bình thường của những người economy. Còn những hành lý của những người đặc biệt hơn thì nó sẽ đưa lên sau cùng. Chẳng hạn bây giờ đó các bạn thấy hiện giờ là đưa hành lý bình thường. Các bạn thấy có cái vali mà có cái thác màu vàng đó ha. Đó, đang kéo rồi đó. Thì như vậy là hành lý đặc biệt nó để lại, nó chưa mang lên, đừng đưa sau một đó. Một cái hành lý khác có cái thắt màu vàng lấy để quăng bên. Cái người bên trái đó một cái thắt vàng nữa, rồi cái trắng đó thì lại bỏ lên để cho lên. Như vậy những cái hành lý có thắt vàng, tức là những cái miếng thẻ màu vàng gắn lên nó ưu tiên đặc biệt thì nó lại cho lên sau cùng. Khi mà các bạn thấy hành lý chuyển lên cũng vậy, dù là nhỏ nghe, dù nhẹ nhưng mà nó thảy lên. Coi nè, cái người này thảy lên nè. Đó, thảy lên. Chứ không có phải là để nhẹ nhàng đâu, tại vì nó không có chịu cúi xuống. Cúi xuống thì làm cho cái lưng mình bị cong, thường thường nó khiêng lên nó thảy xuống không. Cho nên khi mình pack đồ cũng vậy, nó nhớ cẩn thận, để đồ sao coi chừng nó dễ bể ở ngoài rồi nó bể. Phải để đồ cho nó cẩn thận một chút. Đó, các bạn thấy những hành lý có cái thác vàng nó đẩy qua không? Rồi cái người mà cầm cái cây để mà check đó, coi nè, ông ta cầm cái cây, ông check hành lý nè. Đó, check để coi nó đúng hay không. Thứ nhất là count,
Và cái thứ hai là coi coi nó đúng cái destination, cái nơi mình đến hay không nữa. Ở các bạn thấy những hành lý sau cùng còn lại ha. Đó, cái hành lý đó của ai? Không phải, có cái nực dây ngang, không phải của Việt Thảo. Màu vàng đó, lên sao. Của Việt Thảo còn nằm sót lại. Đó, cái đó, cái mà người ta chưa, cái này, cái nhỏ này là của ai? Không phải của Việt Thảo. Đó, cái hàng này lớn này, cái lớn đó. À, có cái thác vàng đó, người đó đang đang coi coi đi tới đâu là của Việt Thảo, và cái nhỏ là của Việt Thảo luôn, hai cái. Như vậy thì các hành lý sẽ được chuyển lên máy bay bằng cái rail, và khi hành lý lên xong rồi thì cái người ta mới bắt đầu chạy cái chiếc xe chở những hành lý đó đi, rồi cái cầu, cái rail này cũng được rút ra và chạy đi. Như vậy là hành lý đã chuyển xong. Đây là chiếc phi cơ loại nhỏ của hãng Delta để chở hành khách đi từ Detroit cho tới Michigan. Việt Thảo đi loại phi cơ này. Và các bạn thấy ngoài trước phi cơ có chiếc xe không? Chiếc xe này là nó gắn vô cái chiếc máy bay và nó đẩy máy bay ngược ra. Sau đó thì chiếc xe chạy đi, rồi còn lại chiếc máy bay. Thì bây giờ máy bay bắt đầu là sẽ mở đèn. Các bạn sẽ thấy đó, đèn sáng lên chỗ cái cánh đó. Và bạn nhìn cái bánh xe phía trước nha. Đó, bắt đầu nó turn right. Đó, nó qua phải và bắt đầu máy bay di chuyển đi. Máy bay bắt đầu chạy để mà đi ra phi đạo, chuẩn bị để cất cánh. Đó, các bạn thấy không? Nó chạy ra, đây là cái phi đạo nè, quẹo cái cua này ra. Đây là cái phi đạo, các bạn nhìn thấy tuốt đằng kia không? Là đó là cái phi đạo để mà cái đường bay đó, để đường băng, để mà cái đường băng để mà máy bay cất cánh. Đó, bây giờ là máy bay đang đi ra ngay giữa nè. Các bạn thấy chữ R không? Đó, ngay đó sẽ theo cái lằn trắng đó mà bay. Thì phía bên kia chúng ta thấy các máy bay cũng ra, tuần tự đi ra để sắp hàng nối đuôi nhau để chuẩn bị cất cánh. Bây giờ thì máy bay nổ máy lớn lên và bắt đầu cất cánh, tăng tốc độ và tăng tốc độ dần. Cho đến khi đạt đủ tốc độ thì máy bay cất cánh lên. Quý vị sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt khi mà cái nó máy bay cất lên, tách rời đường băng và bắt đầu cất cánh bay lên. Rồi, máy bay bắt đầu rời phi đạo. Ở bên dưới là phi trường Detroit, các bạn thấy những phi cơ đang đẩy dọc theo những cái terminal, tức là một cái terminal ra đó, nó có những phi cơ đậu dầm xung quanh, thì người ta đi ra đó để mình lên phi cơ hay phi cơ đáp vô đậu trong đó. Ở bên dưới là những freeway để dẫn tới phi trường Detroit. Các bạn thấy cái freeway nó lớn kìa không? Và nó có những cái dòng nó đi để mà nó đi ra những cái freeway khác. Ở bên dưới đó là cảnh xung quanh của phi trường Detroit. Bây giờ thì máy bay đang bay ở trên không và gần tới Kentucky. Ở bên dưới có thể là dòng sông Mississippi. Tới Việt Thảo đoán như vậy thôi, không biết chính xác nha. Nhưng mà có lẽ dòng sông Mississippi chảy ngang qua Kentucky. Ở trên cao chúng ta nhìn xuống có thể thấy những đám mây bay bàng bạc phía bên dưới, rất là đẹp mắt. Những ánh mây đó nó ngời sáng lên là do ánh sáng mặt trời của buổi chiều rọi xuyên qua, thành ra nó rực sáng lên rất là đẹp. The flight attendant says we've passed through the cabin one final time. We will be landing shortly. Bây giờ máy bay bắt đầu giảm cao độ và chuẩn bị đáp xuống. Chúng ta nhìn thấy ở bên dưới cảnh vật nó càng ngày càng gần hơn khi phi cơ xuống độ độ cao đó, thấp dần. Cái độ cao của phi cơ thấp dần.
phi cơ càng xuống thấp, chúng ta càng thấy cái hình ảnh ở bên dưới nó càng rõ hơn. Nếu các bạn là người ngồi trên phi cơ thì nhìn qua cái cửa sổ của phi cơ, các bạn cũng giống như là Việt Thảo đang nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh này. Nhưng mà có một điều nha, là nếu mà qua cái điện thoại hay là qua cái máy ảnh đó, chúng ta có cái lợi là khi chúng ta zoom in, tức là close up lại đó, gần lại, thì chúng ta thấy được hình ảnh còn rõ hơn. Còn mắt thường thì chúng ta chỉ nhìn có một cảnh một mặt thôi. Còn qua máy ảnh chúng ta có thể làm cho hình ảnh gần hơn, chúng ta thấy rõ hơn. Hiện giờ thì Việt Thảo đang đưa máy ảnh gần xuống rồi lại đưa ra xa để chúng ta thấy dòng sông Uốn Khúc. Dòng sông này là Việt Thảo không biết nha, bởi vì lần đầu tiên đến với Kentucky chỉ biết là một dòng sông mà nó sẽ chảy ngang qua Kentucky. Có thể nói cái cảm giác của Dịch Thảo lần đầu tiên đến với Kentucky, mặc dầu là đi máy bay nhiều, mặc dầu là lên xuống take off landing nhiều lần, cũng thấy cảnh trí ở nơi này nơi kia, cũng thấy đồng ruộng, cũng thấy núi non, cũng thấy thành phố, nhưng mà đến Kentucky lần này Dịch Thảo có một cái cảm giác nó giống như đến một miền đồng ruộng bao la, miền quê, chứ không có thấy được cái thành phố lớn nhiều. Cái cảm giác nó cũng hơi nguôi nguôi, nó ngộ vậy. Thế các bạn thấy không? Ở nước Mỹ, nói chung, ở riêng Kentucky, thì Việt Thảo có cảm giác rằng cái đất đai vẫn còn rộng lắm. Người vẫn còn ít lắm, chứ chưa đông. Thực ra thì nước Mỹ rộng lớn, thấy dân số đông như vậy nhưng thực sự còn nhiều lắm. Nhiều đất đai... nó có thể nói lên được cái cơ hội làm ăn vẫn còn khắp nơi, tại vì người ta thích tập trung ở những thành phố lớn thôi, chứ thật sự mà tản mạn ra thì còn nhiều lắm, nhiều đất đai và nhiều cơ hội để làm ăn lắm. Máy bay càng xuống thấp thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn nhà cửa bên dưới. Những khu nhà mới xây, hay là những khu vực đậu xe, hay là những cánh đồng xanh mướt. Rồi tháng 4 thì có những nơi người ta, thí dụ như người ta trồng cỏ chẳng hạn, người ta thu hoạch rồi còn những mảnh đất lòi ra. Những cái vực đen mà các bạn thấy đó giống như là những khu mỏ mà người ta khai thác, đào đất sâu xuống dưới, trên quý vị thấy đất đá nhiều ha, cũng như các bạn thấy đất đá nhiều, rồi ở chỗ sâu nhất thì bây giờ nước xanh mướt rồi, các bạn thấy đó, đó là những khu vực mỏ mà người ta đào, người ta lấy mỏ rồi thì có cái bề sâu xuống thì nước nó đậm vào đó. Máy bay càng xuống thấp thì đã vào tới càng gần thành phố hơn, nhà cửa đông đúc hơn. Đó, chúng ta bắt đầu thấy có những cái freeway lớn nha. Chúng ta thấy những con đường ở trong thành phố và nhà cửa bắt đầu san sát với nhau.
lần đầu tiên thấy được những hình ảnh tại Kentucky, từ trên không nhìn xuống. Thật sự mà nói, ở Mỹ thì chỗ nào nó cũng giống như chỗ nào. Nó khác nhau chút đỉnh về cây cối hay về địa hình địa vật, nhưng mà nhà cửa hay là freeway cũng gần giống như nhau. Đây là con sông lớn. À, ngay trong lòng thành phố của tiểu bang Kentucky. Đây có lẽ là con sông nó chảy ngang qua thành phố Louisville. Có lẽ thôi, Dược Thảo nói có lẽ. Đây chắc là trung tâm thành phố rồi nha, có bến cảng, có cầu, có thành phố. Đẹp quá. Nó giống như là con sông nó bọc một cái thành phố vậy. Hay nói khác đi, thành phố đang được bao bọc bởi một dòng sông. Đẹp quá phải không các bạn? Kentucky. Chúng ta bắt đầu thấy cao ốc rồi, phải không? Những tòa nhà rất cao. Wow, nhà cửa sang sát. Đây có lẽ ngay thành phố nè. Chúng ta thấy cái gì? Wow, thấy freeway xe chạy không các bạn? Cây cối nữa rất rõ. Wow, freeway lớn quá. Đây có lẽ là freeway tránh đi ngang thành phố. Phi cơ càng xuống thấp chúng ta càng thấy rõ hơn. Ở dưới thấy cả những chiếc xe đậu bên lề đường nha. Xe chạy trên đường phố luôn. Đó, thành phố nhỏ đó, tiểu bang nhỏ đó. Nhưng mà nhà cửa vẫn sầm uất. Wow, wow, beautiful. Có thể có những người ở tại Kentucky bao nhiêu năm, nhiều khi ít có dịp đi cũng chưa thấy được những cảnh từ trên phi cơ nhìn xuống như thế này. Yeah. Đẹp quá, đây là sát xuống rồi. Wow, một cái sân vận động. Quá lớn không các bạn, một cái sân vận động. Úi chà. Còn cái khu này, khu gì, khu shopping gì lớn quá nè. Wow. Xuống thấp quá rồi, gần chạm đất rồi, cho nên phi cơ tốc độ nhanh làm cho chúng ta không có thấy rõ lắm. Wow, freeway lớn ghê chưa? Một cái freeway thiệt lớn luôn. Chúng ta đã bắt đầu thấy khuôn viên của phi trường rồi. Phi cơ bắt đầu xuống chạm đất. Alright, welcome to Kentucky. Đó, bạn thấy từ xa chiếc xe chiếc máy bay của hãng UPS không? Đó, UPS là một cái công ty vận chuyển hàng hóa lớn bậc nhất nước Mỹ. Có máy bay riêng nha, có máy bay riêng nữa. Và Kentucky là một cái nơi gọi là cái hub, một cái nơi mà có những tấm hành dinh của UPS. Và kể từ ngày UPS về đây lập căn cứ để mà coi như là cái headquarter tổng hành dinh, thì lúc đó kinh tế của Kentucky phát triển mạnh lên theo sự phát triển của công ty UPS. UPS là viết tắt của chữ United Parcel Service. Before leaving the aircraft, please be sure to check the floor area around your seat, the seat bag pocket, and the overhead bins for all the articles you brought on board with you. We invite you to visit Delta.com for all your future travel needs, including checking in for your next flight or managing your SkyMiles account. On behalf of Delta Sky Team, Delta Connection, our global partners, and especially this Detroit-based crew, we'd like to thank everyone for flying with us today. It's been our pleasure having you on board and look forward to the opportunity of serving you again soon on another Delta flight in the future. Once again, thank you and hope you have a nice time here in the Louisville area or wherever your travels take you. Hiện giờ thì phi cơ đang taxi vô trong chỗ bãi đậu.
Tôi dùng chữ taxi. Taxi là cái chữ giống như là xe taxi đó, là chỉ phi cơ nó đang chạy vào. Thì người Mỹ gọi là taxi, phi cơ đang taxi, đang chạy vào trong. À, chúng ta nhìn thấy những chiếc phi cơ quân sự nha. Ví dụ như C-130 hay là C, đúng là C-130 là những phi cơ sơn màu mà xám đó. Đó là những phi cơ của quân đội. Tại đây cũng là Kentucky cũng là một trong những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại nước Mỹ. Đến bất cứ phi trường nào cũng vậy, các bạn sẽ thấy những phi cơ đậu ở trong những cái hangar, những cái chỗ mà chứa phi cơ, hay là nhìn thấy những cái trạm radar, những cái cánh đồng cỏ chung quanh phi đạo, thường thường là chung quanh những phi đạo là để trống. Rồi như vậy thì phi cơ taxi vô gần tới trong cái chỗ đậu rồi. Chúng ta thấy những chiếc phi cơ khác của hãng Delta, của American Airlines đang chạy ra khỏi cái bãi đậu để đi ra cái đường bay chuẩn bị cất cánh. Chung quanh phi trường bao giờ cũng có những cái parking, những cái bãi đậu xe. Những chiếc xe đó các bạn nhìn thấy là những chiếc xe chứa xăng để mà châm xăng cho các phi cơ. Ở những phi trường lớn, những cái bồn xăng nó nằm ngay ở dưới trong lòng đất. Rồi khi phi cơ đậu chỗ nào thì ở đó có cái đầu bồn xăng sẵn, bơm thẳng vô phi cơ mà không cần những chiếc xe. Phi trường của Kentucky cũng là một trong những phi trường tương đối nhỏ chứ không lớn, nhưng mà cái sức chứa những phi cơ cũng nhiều. Thường thường những phi cơ đến đây phần lớn là các loại nhỏ vì nó bay tiếp nối của những phi trường lớn để đưa hành khách về đây. Thường thường những nơi tiểu bang nhỏ hay là ít dân thì nó dùng phi cơ nhỏ hơn, tại vì dùng máy bay lớn đó, chứa nhiều hành khách, không đủ lượng hành khách, lãng phí đi, cho nên dùng máy bay nhỏ hơn để chở hành khách ít hơn. Vừa rồi thì các bạn cùng với Việt Thảo tham dự một chuyến bay không phải từ Los mà từ Detroit đi Kentucky. Thực sự thì không phải thu hết toàn bộ, nhưng một phần nào hình ảnh nếu các bạn ngồi trên máy bay như Việt Thảo các bạn sẽ nhìn thấy cũng giống như vậy. Chúng ta ngồi ở bên cánh cửa bên phải và nhìn xuống bên phải của phi cơ. Thật ra cũng hạn chế lắm. Chỉ có các phi công thì nhìn ra phía trước mới thấy hết thôi. Chứ chúng ta chỉ thấy có một bên và nhìn từ ngang cái cửa sổ nhìn xuống. Ra phi trường có thầy trụ trì chùa Phước Hậu nè, cô Thiện Đức, vợ chồng của Thuận Oanh cùng với các cháu đã đón Việt Thảo ở tại phi trường. Thương lắm, mấy em mang hoa ra tặng nữa chứ, trời, lần đầu tiên đi xuống phi trường mà thấy bà con mang hoa ra tặng bắt cỡ, rồi cầm hoa tặng lại cho người ta. Sau đó thì anh em đưa về chùa, rồi bỏ đồ đó chở ra hẹn nhau ra ngoài Sài Gòn Cà Phê để đãi Việt Thảo một bữa ăn. Thì những hình ảnh của các món ăn này Việt Thảo đã post trên Facebook, các bạn cũng đã thấy, và giờ để cho các bạn xem lại. Rất cảm ơn Sài Gòn Cà Phê đã thương và đã cho Việt Thảo ăn những món ăn ngày hôm ấy, thật ngon. Xin giới thiệu Sài Gòn Cà Phê luôn, ở tại 106A nè, Fairfax Avenue, Louisville, Kentucky 40207. Các bạn vừa xem qua một số hình ảnh trong những ngày đầu tiên khi Việt Thảo đặt chân đến Kentucky sau 34 năm ở tại Hoa Kỳ. Có thể nói đối với các bạn đi phi cơ nhiều thì nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với các bạn chưa từng đi máy bay hay là chưa từng bay máy bay đến Kentucky thì đó cũng là một số hình ảnh lạ. Và cái cảm giác ngồi trên phi cơ chắc chắn rằng không thể nào bằng được như chính mình đi. Những chuyện bên lề trước đây nói về Kentucky, trong khi chuyến bay này đúng ra phải đến đầu tiên, nhưng để cho các bạn biết Kentucky trước một phần, rồi sau đó tham dự chuyến bay này đến cũng chẳng muộn phải không nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện bên lề lần này và cùng tham dự với Việt Thảo trong chuyến bay đến Kentucky. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 21 tháng 6 trong chương trình Đại Nhạc Hội tại Kentucky để gây quỹ cho chùa Phước Hậu. Thank you. I love you.